Cô ấy sao rồi bác sĩ? Có bị đập trúng chỗ nào không? Cô ấy tự nhiên bị ngất xỉu hay là có bị đập trúng đầu? Bây giờ tỉnh dậy chưa bác sĩ? Cậu không sao đâu, thân thể hoàn toàn không bị thương, cũng không bị đập trúng đầu, chỉ là căng thẳng tinh thần nhiều quá thành ra mới bị ngất xỉu. Hiện giờ cậu vẫn chưa tỉnh, tôi đã cho chuyển xuống phòng bệnh thường rồi. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bổn phận mà. Phải rồi, anh là người nhà của bệnh nhân đúng không? Không phải à. Tôi lái xe vô tình xém tôm trúng cổ khi mà cổ băng qua đường thôi. Trời, thấy anh lo lắng nãy giờ tôi cứ tưởng, mà cũng may mắn cho anh nghe, xe anh không đụng trúng bệnh nhân là tốt lắm rồi. Nhưng anh phải tìm cách thế nào để liên lạc với người nhà bệnh nhân càng sớm đi. Dạ thưa bác sĩ, tôi không biết làm cách nào để mà liên lạc được với người nhà của bệnh nhân nữa. Tại vì phải đợi tôi tỉnh dậy mới được. Kỳ vậy, anh biết tên bệnh nhân mà không có cách nào liên lạc được với người nhà là sao? Thực ra thì chuyện này rất là hy vọng, nhưng mà tôi ẩm khách vì vậy thì mới phát hiện ra đây là người bạn cũ trong quán của tôi. Chưa kịp nói câu nào hết thì cậu cũng sĩ quá rồi. Trong xe tôi có túi xách của cậu, để tôi chạy ra tìm cậu có liên lạc được không nha bác sĩ. Dạ bác sĩ chờ chút. Hưng Thịnh, anh Kiệt. Trời ơi, không biết chừng nào tới tao nữa. Lâu quá mợ ơi. Từ từ, tôi cũng tới lượt mày thôi mà. Em ơi, Trời cho anh mượn nhờ điện thoại được không? Anh cứ tự nhiên. Cảm ơn. Sao mày không chịu xin nghỉ học luôn đi? Sao của cô đúng cho mày tiếp thôi á. Ho quá rồi, mày cũng phải đáng đi. Xuống mày xuống mày. Rồi, tức là mua lượt. Alo. Xin hỏi đây có phải là số máy của chồng Khánh Vy không ạ? Anh là... Ủa, mà sao anh lại... À, thì ra là anh hả? Anh không nhận ra tôi sao? Gần đây chúng ta hay trao đổi qua điện thoại. Tôi là Quỳnh Khương Duy. Khương Duy? Mà tại sao anh... Hôm nay Khánh Vy băng qua đường không cẩn thận, suýt nữa bị xe tôi tung trúng. Bây giờ Quỳnh đang bệnh viện nè. Anh tới liền nha. Anh được sống ở bệnh viện hả? Đúng rồi. Hôn mê chưa tỉnh. Quá đáng thì hết nói nổi con cái. Phúc mấy tháng qua nó xảy ra bao nhiêu tiền cho con cho bé. Không hỏi luật sư lên mình cũng không biết được chuyện này. Chẳng những để con ở cả biệt mà cũng cả gan sang tên cho nó luôn nữa chứ. Không được. Nếu là con của đó tham lam khiến mọi chuyện đảo, như vậy cháu của mình sẽ được sinh ra bởi một người mẹ không ra gì. Nhất định mình phải hỏi thật kỹ cho nó rằng cảnh đẹp đi. Alo. Alo, ba ơi, Khánh Vy bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện. Hả? Con nói sao? Khánh Vy bị cấp cứu à? Khánh Vy à, Khánh Vy, tỉnh dậy đi em. Tiếng gọi cũng làm sao cũng sức gọi cô ấy. Vậy giờ này cô ấy đang nghe chuyện cô ấy. Để chuyện này là cô ấy cùng kết thúc. Khi biết đối tượng tới một ngày nào thật. Mình đã không muốn quay, chỉ có muốn gì cũng thế. Vì mình không có sẵn hiểu sợ. Vậy mà mình cố gắng chấp nhận tình cảm trước, nhưng mình cố gắng không chút sợ hãi. Thì tốt hơn, mình không có gì đó khắc phục những khó khăn.
Chị y tá. Dạ. Bác sĩ nói là không bị chấn thương, cũng không bị chấn động gì về não hết. Tại sao vẫn chưa tỉnh vậy? Đảm bảo với anh là phần đầu của bệnh nhân không sao. Mà anh đã liên lạc với người nhà của bệnh nhân chưa? Tôi đã liên lạc rồi. Chắc là họ đang đến. Cảm ơn chị y tá. Vậy thì tốt rồi. Đây là thuốc của cô ấy. Lát nữa anh cho cô ấy uống. Ở trong này có hướng dẫn sử dụng. Cảm ơn chị. Chào anh. Mình phải đi mua cái gì đó để Khánh Vy tỉnh dậy ăn chứ. Nó mới uống thuốc được chứ. Mình phải ghi dài dòng chứ. Để khi Khánh Vy tỉnh lại, thấy mình nằm trong bệnh viện sẽ phát quản. Khánh Vy, Khánh Vy à, dậy đi em. Em đừng có ngủ anh mà. Khánh Vy, Khánh Vy à, em dậy đi. Anh nè, anh là chồng của em nè. Khánh Vy à, dậy đi em. Khánh Vy, Khánh Vy à, tỉnh lại đi em. Chồng ơi, anh đây rồi. Chồng ơi, lúc nãy em sợ lắm. Chiếc xe đã lao tới rất gần, nhưng mà em không tới. Chồng ơi, em tưởng là em chết chắc rồi. Em đừng có nói bậy. Làm sao mà chết được chứ. Em phải sống lâu, sống hoài với anh mà. Hai đứa bay người vậy, bay yên tâm rồi. Ba. Hồi nãy vậy con bị cấp cứu, ba sợ hết hồn. Ba ơi, con làm ba lo lắng. Con xin lỗi ba. Con có lỗi đâu mà xin. Mà hồi nãy con đi đâu để xảy ra tai nạn vậy? Dạ con, con đi đến công ty tìm. Tìm chồng. Anh xin lỗi. Đừng có chạy ngay. Nè, đừng có quay mặt đi. Anh nhìn anh như vậy. Anh không quên được chúng tôi. Nhờ người quen trong số họ mướn cho anh phòng để ngủ tạm. Anh lúc đó mắt nhắm mắt mở gọi điện thoại cho em rồi ngủ tới sáng. Sao em đợi anh mới thức đó? Có thiệt không đó? Hay là ở bên cạnh con chó kia là quên giờ nhất? Anh mà có tiếp đối tác á, anh cũng đâu cần phải uống nhiều như vậy đâu. Anh uống rượu yếu lắm. Với lại anh ngủ khách sạn, sáng không có đến công ty nổi. Thì anh cứ nói cho em biết. Có gì đâu mà anh phải nói dối em, làm em lo gần chết luôn vậy đó. Đàn ông đã đi đêm không về nhà, còn ngủ lại khách sạn nữa. Tình huống nhạy cảm quá chừng luôn. Dù em có tin, nhưng mà khi em biết anh uống nhiều rượu như vậy, chạy không nổi, đi làm trễ, thế nào em cũng lo lắng, cằn nhằn anh có phải không? Anh đoán đúng rồi đó. Mà bây giờ em không có giận anh nói dối, mà em giận anh chuyện khác. Em giận anh á là không có quan tâm tới sức khỏe của mình gì hết trơn à. Anh biết rồi, Tuấn Linh. Lần sau anh sẽ không dám làm như vậy nữa đâu. Bây giờ em chịu chưa? Đến lượt em nói cho anh biết nè. Em đi đứng kiểu gì mà sẽ bị xe đụng vậy? Thì tại anh chứ ai. Em biết là anh nói dối, cho nên em lo. Em cứ suy nghĩ lung tung, quên cả để ý xe cộ luôn. Em bắt đền anh đó. Khánh Vy chịu ngây thơ lại hay nhạy cảm nữa. Thành Kiệt chỉ nói dối một vấn đề nhỏ, nó đã xảy ra chuyện như vậy. Lỡ nó biết sự thật, Thành Kiệt có vợ bé, cũng sắp có con nữa, thì làm sao nó chịu nổi đây? Bây giờ mình có chất vấn Thành Kiệt, cũng chưa chắc nó khai rõ mọi thứ, nên có lẽ phải tự thân già để tìm hiểu thôi. À, đúng rồi anh ơi. À, ai là người đưa em vô bệnh viện vậy? Em nhớ là hồi nãy em có nghe cái gì giọng ai lạ lắm.
mà không phải là giọng anh. Đó là Khương Duy. Xe chút nữa đâm phải em là xe của anh ta. Thấy em xỉu thì anh ta đem vô bệnh viện. Và cũng may là anh ta gọi điện cho anh, báo cho anh biết, anh mới biết em ở đây. Anh chưa kịp cảm ơn tiếng nào. Ủa nãy giờ không biết anh ta ở đâu rồi. Nãy giờ trong này cũng không thấy luôn. Khương Duy, người đại diện của Starlight phải không con? Dạ, dạ đúng rồi. Sáng nay á, đáng lý ra anh ta đến công ty mình để ký hợp đồng chính thức. Nhưng lại hẹn sang ngày mai. Và khi vô đây, con mới biết được anh ta đã đưa Khánh Vy vô đây đó ba. Khương Duy, Khương Duy là người mà anh đã từng nói với em, đã từng học chung thời phổ thông với tụi mình đó hả? Ừ, cái anh chàng mà đeo kính cận hồi xưa đó, em có nhớ không? Anh này nói về trách nhiệm xã hội thì rất được, đụng người không bỏ chạy, còn đích thân đưa người tới bệnh viện nữa. Anh ta sẵn sàng quỷ luôn cái hẹn làm ăn đến bạc tỷ lần. Nhưng nói đến trách nhiệm công việc thì hơi kém đó. Gọi điện thoại nói bỏ hẹn mà không một lời giải thích nào hết. Người ta là công ty nước ngoài, quy mô lớn hơn công ty của mình gấp mấy lần. Họ vừa tuyên bố mở đại diện đầu tư thì đã có bao nhiêu công ty xếp hàng chờ hợp tác rồi. Dạ con hiểu chứ ba. Ba yên tâm đi. Khương Duy đã hẹn lại ngày mai rồi ba. Vậy ngày mai anh có hẹn với Khương Duy hả? Ừ. Trước đây anh ấy rằng sao em cũng quên rồi, còn bây giờ thì cũng chưa được gặp luôn. Sau này khi nào tôi tới, tôi sẽ tự động tới. Nếu không phải chuyện thật sự cấp bách, tôi tuyệt đối không được chủ động tới chỗ. Thời gian tôi sẽ hạn chế luôn tới chỗ, trừ lịch khám thai định kỳ hàng tháng. Nhưng để cô ở nhà một mình tôi không yên tâm. Trung tâm dịch vụ việc làm đã tìm được vài người giúp việc có kinh nghiệm chăm sóc cho bà Bảo. Cô xem thử đi, ưng ý người nào thì nhận người đó. Bác tới đây xin việc hả bác? Dạ, hai người là ai, tìm ai ạ? Dạ, chào cô, tôi tên là Huệ, được trung tâm giới thiệu việc làm mà kêu tới đây để xin việc làm đó hả? Ờ, vậy hả? Ờ, dạ còn bác? Tôi tên Phong, cũng giống như chị này, tới thử việc. Thử việc luôn hả? Dạ, mời bác, mời chị vô nhà. Dạ. Dạ, được rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Dạ, con mời bác, mời chị uống nước. Cảm ơn cô. Dạ. Bác với chị chắc là có kinh nghiệm làm việc nhà rồi đúng không ạ? Dạ, trước đây á tôi làm việc theo giờ cũng được 5 năm nay rồi. Gần đây á, con tôi vào đại học nên tôi muốn kiếm thêm phụ tiền sách vở với nó đó mà. Cho nên á, tôi quyết định á, là xin việc
rồi ở nơi trú đây luôn. Chị có con lớn dữ vậy hả? Dạ. Đầu đại học nữa hả? Giỏi quá ha. Dạ, tôi cảm ơn. Tôi nói thêm là tôi từng có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ và trẻ em mới sinh nữa. Nếu mà cô muốn tôi á là tiện lợi lắm á. Dạ. Trước khi đến đây, chị có tới những nhà khác do trung tâm giới thiệu chưa chị? Dạ tôi chưa. Tôi thấy có nhiều chỗ cần lắm, nhưng mà tôi thấy ghi chú ở trong địa chỉ này nè. Nhà có một phụ nữ mang thai thôi, nên tôi nghĩ là cô cần người giúp việc gấp. Chị thật chu đáo. Đúng là nhà này chỉ có một mình em ở thôi à. Bụng mang giả chữa như vậy, ngày ở một mình, hèn gì thằng Kiệt chả như con lực được vậy. Sau vụ đụng xe của con Khánh Vi, chắc nó không dám về trễ nữa, mới thuê người chăm sóc đây mà. Bác ơi. Vậy còn bác à? Cô hỏi tôi chuyện gì? Bác có kinh nghiệm làm việc nhà không ạ? Việc nhà hả? Dạ. Việc nhà thì tôi không mấy rành đâu. Còn việc làm vườn thì tôi thạo hơn đó. Thì ra bác là người làm vườn chuyên nghiệp hả? Cũng gần giống vậy. Nhưng có lẽ cô không cần thuê người làm vườn hả? Dạ cần. Thực ra con cần người làm vườn hơn là người làm việc nhà. Ủa, thưa cô, sao trung tâm nói là cô cần người giúp việc mà? Chắc là trung tâm nhầm lẫn rồi thưa chị. Nhà có một mình em à, nên mọi sinh hoạt cá nhân một mình em lo được. Em thấy cần người làm vườn hơn. Chị thấy đó, sân nhà rộng rãi như vậy nè, cây cỏ không có người chăm sóc á, nó héo úa hết trơn à. Một mình em chăm sóc không có xuể. Vậy mà tôi cứ tưởng. Vậy thôi, nếu cô cần người làm vườn, vậy tôi xin phép vì đã làm phiền. Khoan chị. Nè, chị cầm đi coi như là tiền xe nha. Dạ, tôi không dám đâu. Thôi thôi mà, chị lấy đi, không thôi em buồn đó. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đi, mình đi chị. Dạ. Chờ con một chút nha bác. Dạ. Hay thì mình tới đây để điều tra nó. Giờ nó biến thành người làm vườn luôn rồi. Không hiểu ra làm sao nữa. Coi bộ con bé cũng biết lịch sự, lễ phép, thương người nghèo. Hy vọng tính tình chắc không định tệ đâu. Chúng ta cạn ly. Một là để giúp chúng ta hợp tác thuận lợi. Hai là cảm ơn anh đã đưa vợ tôi vào bệnh viện. Lý do thứ hai á thì tôi không chấp nhận. Vì xe của tôi suýt chút nữa tung trúng về nhà. Hai vợ chồng anh chị không trách thì tôi đã mừng lắm rồi. Không phải đâu. Thật ra thì á, tất cả là lỗi tại em. Tại em sơ ý băng qua đường mà không để ý. Qua bao nhiêu năm Khánh Vy vẫn vậy. Phải nói là xinh đẹp hơn xưa chứ. Cảm ơn anh. Còn bạn Khương Duy, một mọt sách thời trung học, bây giờ nhìn khác hẳn, phong trần lịch lãm và phong độ hơn. Với lần đầu tiên tôi nhận hồ sơ hợp tác với Starlight, thấy hình của anh á, suýt chút nữa tôi nhận không ra. Nói thật là được anh nhận ra tôi cũng bất ngờ. So với những anh chàng đẹp trai như anh trong trường thì tôi hơi mờ. Đó đó, anh lại khiêm tốn nữa rồi đó. Quỳnh Khương Duy, học sinh giỏi, đứng cùng với tôi ở trên bục hơn, cùng nhận phần thưởng học sinh xuất sắc nhất trong trường. Ấn tượng sâu đậm như vậy làm sao tôi quên được. Chỉ là hồi xưa anh có đeo cặp kính cận nè, rất là dày nữa. Còn bây giờ không có cho nên tôi hơi ngần ngại. Anh nói tôi mới nhớ đó, là hồi xưa mình đã từng đeo kính cận. Lúc mà theo gia đình qua bên bản định cư, đủ tuổi tôi đã đi làm phẫu thuật mắt, cho nên bây giờ hết cận rồi. Thì ra anh là anh chàng kính cận ngồi cuối lớp đây á hả? Trời, không phải em chứ. Tụi anh nói chuyện với nhau nãy giờ rồi, bây giờ mới nhớ ra đó hả? Xin lỗi, bây giờ em mới nhận ra đó. Trời ơi, vẻ ngoài Khánh Vy ít thay đổi, vậy mà tính tình cũng vẫn như xưa. Hiếm mai mà được Khánh Vy để mắt tới lắm nha. Mời. Hình như đánh không? Ủa, anh, tình cờ quá, có nhớ tụi em không? Chào hai em. Anh nhớ chứ.
Anh Di thất hứa quá chừng nha. Lần trước đã hẹn là sẽ gặp lại, vậy mà 3-4 tháng không thấy anh đâu hết á. Xin lỗi hai em, tại vì anh bận công việc quá cho nên chưa có thời gian giải trí. Làm gì cũng phải đi đâu với giải trí chứ. Anh á, biết quán bar của tụi em rồi á, khi nào rảnh đến uống rượu thư giãn đầu óc nha anh. Chắc chắn rồi. Thôi em có khách rồi, em qua đó tiếp khách nha. Chào em. Chào anh. Anh Thương Nhi mới về nước á, mà quen nhiều người quá. Bạn xã giao trong quán thôi. Tôi nhớ hồi còn đi học á, bạn bè trêu ghẹo anh là Duy Cù Lần. Nhưng bây giờ á, phải đổi thành Duy Lãng Tử, Duy Hà Hoa nha. không dám đâu. Thôi, xin mời. Bác ơi, bác đi thử gì chắc là chưa ăn sáng gì đúng không? Bác ăn sáng với con nha, chờ con chút xíu con dọn ha. Cô ơi, con tên là Ngọc Trâm, bác cứ kêu thẳng tên con đi, con nhỏ tuổi hơn bác nhiều dữ lắm. Bác để con xưng hô bác cháu cho phải phép nha. Con tên Trâm hả? Dạ. Ngọc Trâm à? Dạ. Vậy con sống một mình à? Dạ, con sống một mình à bác. Con nè. Dạ. Bác nghĩ là sao con không thuê cái người giúp việc vừa rồi để giúp việc cho con thì hay hơn. Phụ nữ mang bầu như vậy bất tiện lắm. Giường tược thì từ từ cũng được mà. Công việc nấu nướng dọn dẹp rồi chăm sóc cho em bé thì cần thiết hơn con à. Nhà có mình con à, đâu có nhiều việc nhà gì đâu bác. Chủ yếu á, con cần người bầu bạn thôi. Chị đó giỏi việc, lanh lẹ, vậy á, chắc là có nhiều người cần chỉ hơn. Còn bác thì... Bác thì sao? Con mời bác ăn. Con xin lỗi bác nha. Con xin phép nói thẳng, đi xin việc làm như bác mà cứ lóng nga lóng ngóng, ấp a ấp úng như vậy á, thì khó xin được việc lắm bác à. Nếu còn không mướn bác thì bác vất vả như vậy, đi xin việc á, cả ngày chạy tới chạy lui như vậy, con thấy bác như vậy con không có nở. Bác không ngờ con còn trẻ như vậy mà lại tốt, dễ chịu lắm. Yên tâm đi, giường tược là nghề của bác. Đảm bảo với con, từ nay trở đi không còn một cành lá héo queo nữa đâu. Con cảm ơn bác trước. Bác ăn đi, rồi mình làm việc từ hôm nay luôn nha bác. Con bé này nhân phẩm không tệ chút nào, mặt mũi con cũng được, ăn nói cho bộ lễ, lại có lòng thương người già. Khổ nỗi không biết tại sao cái số đi làm nhà bếp là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác. Bên trong chắc chắn có nguyên nhân, chắc kiếp trước nó bắt đầu đi. Bác ơi, bác ăn đi bác. Xin phép vợ chồng tôi về trước. Chào. Dạ. Chào anh. Anh xã, ngồi xuống đây em nói nghe nè. Chuyện gì em? Lúc nãy ăn cơm, bây giờ em mới nhớ ra một kỷ niệm với anh Duy đó. Không ngờ anh chàng kính cận ngày xưa bây giờ trở thành chàng trai đào hoa quá anh ha. Thiệt hả? Kể cho anh nghe coi. Hồi đó lúc mà lớp em tan học trái bộ với lớp anh ấy, cái trời mưa lớn lắm, em không có ra cổng trường được, em phải đứng đột mưa ở cuối dãy lớp học. Tự nhiên em thấy có một anh chàng kiến cận cầm cây dù đi đến đưa cho em, rồi cái anh đi đâu mất tiêu à, không nói gì hết trơn á. Vậy ra giờ anh có kỷ niệm về anh chàng khác ha, không phải anh. Còn nhớ rất rõ nữa. Hiếm có nha, bây giờ mới kể nữa. Em làm anh ghét rồi đó. Anh xã à, tại vì lần đầu tiên em thấy một người ít nói hơn mình nên em mới nhớ chứ bộ. Mà nghĩ lại thì em mới thấy là anh chàng kính cận này hơi thích em. Nhưng mà anh xã của em đâu phải là anh chàng nhỏ mọn đâu mà, đúng không? Khánh Vy của anh đã xinh đẹp từ xưa tới giờ, không có nhiều anh chàng để ý mới là lạ. Nếu mà anh ghen á, chắc là anh phải mệt tới chết luôn á.
nói vậy thôi chứ anh biết cái bộ. Với lại ông xã của em vô cùng rộng lượng. Nếu mà em gọi điện trò chuyện cùng mấy bạn học cũ ngày xưa, anh không có ghen đâu. Nhưng mà đừng có đi riêng với nhau là được rồi. Anh xã này, từ trước tới giờ em có đi riêng với ai đâu. Anh nói vậy em giận bây giờ. Thôi thôi, đừng có giận anh nữa mà. Nha. Bắt đền đó. Đừng có giận nữa mà. Bây giờ mày ẵm Hải Dân đi ra xích đu chơi nha. Nha. Ủa ba, hôm nay ba tưới cây trễ vậy? Cây cối ba tưới từ sáng sớm rồi. Hôm nay ba có việc phải ra ngoài. Ra ngoài? Ba mặc đồ dậy ra ngoài hả ba? Ông chủ à, canh xích của ông chủ nè. Thôi được rồi. Nè, từ hầm xương từ đêm qua tới giờ đó, nước cốt đậm đà, bổ dưỡng, rau củ nhiều lắm đó. Cảm ơn chị. Nè, hôm nay ba đi thăm một người bạn cũ, không đến công ty. Con khỏi chờ cơm ba nha. Dạ. Ba đi nghe ba. Ừ. Dạ. Ơi, đây, đây, đây. Đây. Bye bye, bye bye. Bye bye ông nội đi con. Bye bye. Cô chủ à, sao tháng này á tôi thấy ông chủ cứ đi thăm bạn hoài à. Tâm trạng á lại vui vẻ phơi phới. Không biết là bạn nam hay bạn nữ đây. Mà không chịu gọi tài xế đưa đi, lại tích thân đi taxi nữa. Sao mà tôi thấy nghi quá cô à. Vũ à, vô khéo tưởng tượng thôi. Nhưng mà con nghĩ á, nếu mà ba con có thêm bạn thì cũng hay thôi mà. Mà thôi bây giờ con bận, ẵm Hải Dân ra xích đu tắm nắng. Vũ vô bếp vô lấy giùm con miếng bí đỏ để con nấu cháo cho Hải Dân nha. Cà rốt nhiều vitamin, khoai tây thì nhiều đạm. Đó. Đó. Con phải ăn hết tô canh đầy đủ dinh dưỡng này thì mới được nghe. Dạ. Thơm quá à. Ngày nào á bác cũng nấu cho con nhiều như vậy. Bác ngồi đi. Bác ơi, cái này là bác nấu hết đó hả? Bác cũng biết nấu hết. Cứ ăn đi cho nóng con. Dạ. Ngon không con? Dạ ngon lắm. À con nè, vậy bụng con to như vậy thì được mấy tháng rồi con? Dạ được 7 tháng rồi bác. Vậy thì em bé lớn lắm rồi đó. À con nè, tháng này con đã đi khám thai chưa? Dạ chưa. Anh Kiệt hứa với con á, mỗi tháng sẽ đưa con đi khám thai. Nhưng mà tháng này á, chưa thấy ảnh tới nữa. À đúng rồi, hình như bác với ảnh chưa biết nhau mà đúng không? Chưa gặp, chưa biết. À, tại vì hoàn cảnh gia đình, bác không thể giúp việc nội trú được. Chồng của con đến tối thui mới về. Lúc đó bác về rồi thì làm sao mà gặp. Mai mốt thế nào cũng gặp được hả? Bác ơi, anh Kiệt không phải chồng con đâu bác. Cô nói bác đừng cười. Mang tiếng là chồng, chứ anh tới chút xíu rồi anh đi à. Bữa tối á, con hoàn toàn ở một mình, nên buồn, nên sợ lắm. Nhưng mà con không có dám ép bác ở lại. Ai cũng có hoàn cảnh riêng mà. Con à? Dạ. Vậy con với Kiệt là vợ chồng lâu chưa? Alo, anh hả? Em nghe nè. Dạ dạ, em thay đồ sẵn đợi anh nha. Dạ em biết rồi. Bác ơi, anh Kiệt mới điện cho con. Anh nói là con ở nhà thay đồ chờ ảnh, rồi ảnh về đón con đi khám thai. Hả? Kiệt sắp tới đây à? Dạ. Bây giờ con vô phòng thay đồ. Bác ở đây bác mở cửa cho ảnh nha. Con ra liền. Tôi chết mình chưa? Có nên chạm mặt anh Kiệt bây giờ không vậy? Ôi trời, con ơi, tôi chết bác rồi. Bác bị đau bụng quá. Bác ơi, bác phải đi gấp. Bác bị làm sao vậy bác? Bác ơi. Bác ơi. Bác không sao, bác không sao đâu. Chắc có lẽ ăn tô bún hồi sáng, bây giờ bị trọng bụng thôi mà. Bác không sao đâu.
con cứ đi thay đồ đi, rồi sẵn mở cửa giùm bác nghe. Dạ rồi, để con mở cửa cho. Biệt thự 143. Môi giới như mấy người này thiếu trách nhiệm quá. Ai lại để khách hàng tự tìm đến? Bạn bè bình thường nhất nhỉ, cũng không có những cử chỉ thật mất thái quá cả rồi. Quá đáng thật, cả anh kiện này cứ tưởng đứng đắn đàng hoàng thì ra cũng đều vòng vo lớn như vậy. Hắn đã nhảm đường cả các vị, mình không thể bỏ qua cái tội này được. Khoan đã, bình tĩnh nào. Mình cần nhắc lại, có nên báo tin động trời này mà không hiểu hay không? Quay sẽ phản ứng ra sao? Liệu có chịu đựng nổi không? Hay là chuyện vợ chồng của ta, mình không nên xem nhẹ. Mà làm như vậy cũng không đúng. Đi của mình yêu, tức tự nhiên đưa nhau, chẳng phải là một đứa đáng thương hay sao? Bây giờ
anh vô nhà ngồi chơi với em chút nha. Rồi hai đứa mình cùng xem hình siêu âm của bé Hải Đăng luôn ha. Thôi khỏi, bác sĩ đã nói cái thai khỏe mạnh là được rồi. Tôi chỉ tranh thủ được một chút thời gian được cô đi khám thai thôi. Bây giờ tôi phải về công ty. Thôi, cô về nhà đi. Anh chưa biết mặt của bác làm giường phải không? Hồi nãy bác bị đau bụng, chắc bây giờ cũng hết đau rồi. Anh vô nhà đi, để bác còn biết anh là chủ nhà nữa. Bác làm giường thì gặp làm gì? Hơn nữa căn nhà này là của cô rồi. Hơn 2 tháng nữa là cô sẽ sinh rồi. Đi đứng phải cẩn thận đó. Tôi đi ạ. Anh vô nhà đi. Tôi đã nói là phải về công ty gấp mà. Cô vô nhà đi. Ủa? Đi khám thai mà về nhanh dữ vậy sao? Em bé khỏe không con? Dạ, em bé rất là khỏe. Bác xem nè, con của con rất là khỏe. Con trai mà, nó sẽ giống mà. Mà sao con lại khóc nữa? Từ ngày bác tới đây là bác thấy con cứ khóc hoài. Tại sao vậy con? Dạ, không có gì đâu bác. Lần đầu làm mẹ, con bị áp lực, đâm ra lo lắng quá mức nên nước mắt cứ tự nhiên chảy ra hoài à. Đừng có gạt người lớn. Bác sống lòng hơn con mà chút đâu. Lẽ nào không tâm lý bằng buồn gái trẻ như con? Nói xem, có phải con tuổi thân không? Tuổi thân? Chứ sao? Bác thấy con với tình duyên đó, chắc không phải vợ chồng chính thức. Trên đời là chỉ có chồng nào vợ mình tôi cởi ra mà chỉ ghé thăm qua loa rồi vậy. Con làm vợ bé có đúng không? Vợ bé cũng không phải đâu bác. Con đừng có ngại. Bác cháu mình tuy thân phận là bà chủ và người làm, nhưng bác coi con như con cháu của mình vậy. Con cứ nói đi, bác chia sẻ với con mà. Con cũng quý bác như người thân vậy. Con nói thiệt với bác, con không phải là vợ bé của anh Kiệt. Nói đúng hơn với anh ấy, bằng cô và bé được bác ạ. Sao lại như vậy? Cô càng nói bác càng không hiểu gì. Quan hệ của con với anh Kiệt chỉ là một quan hệ buôn bán thôi bác ạ. Nói rõ ràng hơn, anh ấy bỏ tiền thuê con, anh ấy muốn có một đứa con rồi. Đừng có giữ mặt. Bác thật lạnh lắm. Nhưng mà đứa trước đây là hơi lố đó. Con cứ giận mà bác. Con nói thiệt đó. Thực sự là chính tay con đã ký tên vô cái hợp đồng thỏa thuận, hợp đồng mua bán con. Có thời gian, có số tiền cụ thể đó bác ơi. Con cần ghét mình quá. Tại sao con lại làm như vậy? Nó còn tham lam quá. Đồng ý thỏa thuận cái hợp đồng như vậy, bây giờ con không bán con của con nữa. Con không xứng đáng có con phải không bác? Bây giờ con có mang đứa bé ở trong bụng thì con cũng không đủ tư cách để làm mẹ của nó. Ông trời đã sắp đặt rồi, bắt con phải xa con của con rồi bác ơi.